Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3 năm Tân Sửu, ngày này là ngày giáp ngọ, tháng nhâm thìn năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ ất hợi; từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung kim ngày giáp ngọ tức can sinh chi nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm sa trung kim kỷ tuổi mậu tý nhâm tý ngày thuộc hành kim khác với hành mộc, đặc biệt là tuổi, màu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục, xung với tí, hình ngọ, hình dậu, hại sửu, phá mão và tuyệt hợi. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi mậu tí, nhâm tí, nhâm dần, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng, sao thiên quý, tốt mọi việc, sao lộc khổ, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao thiên ngục sáu mọi việc sao thiên hỏa sáu về lập nhà sao thổ ôn hay còn gọi là sao thiên cẩu kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tự sao phi ma sát kỵ về giá thú nhập trạch sao quả tú sáu đô với cưới hỏi và đặc biệt đó, ngày 16 tháng 4 năm 2021 tức là ngày mùng 5 tháng 3 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5 14 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam. Và tiếp theo Mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 16 tháng 4 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem từ vi tuổi tí thứ 6 ngày 16 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tý đang có điểm báo bạn trải qua một ngày hay cảm thấy căng thẳng và nóng nảy do đang phải chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tứ hình sông tý ngọ mạo dậu gây ra và nếu như bạn tuổi tý gặp phải vấn đề gì khó giải quyết thì bản mệnh cũng thường có suy nghĩ tiêu cực cực đoan rất dễ dẫn đến hành động nông nổi về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, bạn mệnh có thể nhận được sự quan tâm của khá nhiều người khác giới. Tuy nhiên, chưa chắc những người ấy đã đến với bạn một cách chân thành. Vì vậy, với bạn tuổi Tý nên biết giữ khoảng cách với họ hoặc là ít nhất hãy để thời gian khác hoặc là thời gian dài tìm hiểu thêm. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cho thấy cái chuyện thi cử của bản mệnh cũng không được máy thuận lợi trong ngày hôm nay. Vì vậy, nếu như bạn phải tham gia thi cử hay là ứng tuyển thì bạn nên chuẩn bị cho thật cẩn thận. Đồng thời, cố gắng giữ bình tĩnh dù gặp phải tình huống hóc búa như thế nào đi chăng nữa. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, đang có sự căng thẳng, nóng nảy khi làm việc, từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, suy nghĩ cực đoan khi gặp phải khó khăn. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, không nên nhụt chí, từ bỏ một cách quá dễ dàng. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, giữ khoảng cách với những người khác phái. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, cần phải chuẩn bị kỹ càng nếu như bạn tham gia thi cử hay là tuyển cho tuyển chọn. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 8, số 19, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu, thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Sửu xem từ vi cho thấy với bà tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại tác động lên khiến cho bà tuổi Sửu đang có tính khí thất thường và khó đoán. Với bà tuổi Sửu không phải là người giàu kinh nghiệm, khó có thể giữ được sự điềm tĩnh thường ngày mà trở thành người nóng nảy đến mức đáng ngạc nhiên gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã giao của bạn. Và với bạn tuổi xỉu, vì bạn tính nóng nảy cho nên bạn mạnh cũng thường mất đi sự kiên nhẫn khi thực hiện những công việc theo yêu cầu có sự tỉ mỉ cao. Có thể với bạn tuổi xỉu làm việc quá sức trong suốt thời gian dài vừa qua và đây cũng chính là lốc để cho bản thân mình được nghỉ ngơi ít nhiều may mắn là trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang rất tốt đẹp. Cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy luôn có được sự lấu thấu hiệu lẫn nhau. Nếu có chuyện gì căng thẳng, hai người luôn tâm sự với nhau để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Và cả hai đều biết rằng giấu mọi chuyện ở trong lòng sẽ khiến cho cả hai người ngày càng một xa cách nhau. Về tử vi tuổi ất xỉu, thuộc mệnh kim, tính khí thất thường, khiến cho người ngoài khó hiểu. Tử vi tuổi đinh xỉu, thuộc mệnh thủy, hay thay đổi, không kiên định với mục tiêu. Tử vi tuổi kỷ xỉu, thuộc mệnh hỏa, dễ mất kiên nhẫn khi thực hiện công việc phức tạp. Tử vi tuổi tan xỉu, thuộc mệnh thổ, làm việc quá sức, cần phải có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tâm sự với nửa kia để tìm cách giải quyết vấn đề về đánh giá của ba tuổi sửu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 14 số 67 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu nâu màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi dậu tuổi hợi từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy với bà tuổi dần đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất phù trợ cái điều này khiến cho bạn tuổi dần trở nên quyết đoán và nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay chứ không chần chừ do dự tuy nhiên đây cũng là lý do khiến cho bạn tuổi dần đang đưa ra những quyết định trở nên khá hấp tấp và vội vàng và với bà tuổi dần nếu muốn đạt được thành công trong công việc thì bạn cần phải duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong suốt khoảng thời gian thực hiện kế hoạch chứ đừng có nên chỉ làm việc theo cảm hứng, hứng thú nhất thời rồi về sau thì bộ bê chán nản. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có màu sinh cho họa phượng cho thấy cái mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp với bạn tuổi dần luôn tôn trọng nửa kia cho nên không bao giờ quyết định mọi chuyện trong gia đình một mình mà luôn trao đổi ý kiến với người ấy để vợ hoặc là chồng đạt được sự đồng thuận cao nhất. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa quyết định vội vàng dễ mắc phải sai sót tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ dễ bộ dựa dựa chừng khi gặp điều không như ý tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc gia đình hạnh phúc các thành viên trong nhà có được sự hòa hợp tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia vài đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 38, số 41, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi mão xem tử vi cho thấy với ba tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá cái điều này làm cho bạn tuổi mão bạn biết rằng cần phải chú ý tới việc quản lý về tiền bạc của mình trong ngày hôm nay và tốt nhất là với bạn mệnh tuổi mão không nên chi tiêu quá hào phóng và tránh nhẹ dạ cả tin mắc phải mánh của đối tượng lừa đảo trong ngày hôm nay. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão nếu như bạn đang làm công việc về kinh doanh, buôn bán thì bạn không nên vội vàng đưa ra quyết định về đầu tư vào thời điểm này nếu không muốn bị kẻ thù ngáng chân hoặc là vướng phải những mối làm ăn bất lợi, bà tuổi mão cần phải bình tĩnh để chờ đợi thời cơ thích hợp hơn với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi mão lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, cho thấy đối với bạn luôn chăm chỉ làm lụng và chịu khó tích cốp sẽ dần có được một khoản tiền đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Tiền có được không chỉ là do làm ăn mà còn cần bạn phải có một kế hoạch chi tiêu hợp lý nữa. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, chú ý tới vấn đề về quản lý tiền bạc, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, chi tiêu tiết kiệm, không nên phóng tay cho những việc không cần thiết. Từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên đầu tư chờ thời cơ thích hợp hơn, từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, cố gắng làm việc và chi tiêu hợp lý, từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nhận được sự đánh giá cao của những người lãnh đạo. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao con số may mắn số 10 và số 34 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu xanh ngọc màu xanh lá cây quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi thìn đang khẳng định được vị thế của mình trong công việc nhất là đối với những ai làm trong lĩnh vực về nghệ thuật y học khoa học nghiên cứu bạn có thể phát huy được những thế mạnh của mình và được người khác ngưỡng mộ và với bạn tuổi thìn bạn vốn là người thông minh và là người có nhiều kinh nghiệm và bạn cũng là người tốt bụng Tuy nhiên, bạn cần phải mở rộng mối quan hệ với mọi người, không nên nhốt mình trong thế giới riêng. Đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ phải cần tới sự giúp đỡ của mọi người nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang rất tốt đẹp, mối quan hệ của bà tuổi thìn với cha mẹ của mình rất hòa thuận. Bạn tôn trọng cha mẹ cho nên luôn tham khảo ý kiến của họ trong các công việc quan trọng và bên cạnh đó, bạn tuổi thìn bạn cũng rất quan tâm tới tình hình sức khỏe của người nhà nữa về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa khẳng định được vị thế của mình trong công việc tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ phát huy được điểm mạnh được mọi người ngưỡng mộ tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc mở rộng mối quan hệ không nên sống trong thế giới riêng tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim mối quan hệ gia đình có được sự hòa hợp tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tôn trọng và quan tâm tới người thân của mình. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 70, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tí, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy với bà tuổi tỵ đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển rất chi là thuận lợi trong ngày hôm nay do bạn đang có được sự giúp đỡ của tam hội phù trợ bà tuổi tỵ bạn nhận được sự yêu mến của mọi người nhờ thái độ hòa nhã và khéo léo. May mắn hơn, bạn còn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa. Xem tử vi 12 con giáp trong ngày thứ sáu này cho thấy, với bà tuổi tỵ nên nhanh chóng và tự tin để nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt mình, không nên nghi ngờ vào năng lực của chính bản thân mình, bởi một khi những cơ hội quý giá đã trôi qua thì khó có thể xuất hiện lại lần thứ hai và xem tử vi cho thấy ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ là một ngày tốt cho mọi việc vì vậy nếu có công việc đã lên kế hoạch từ lâu thì bản mệnh tuổi tỵ nên chủ động để thực hiện ngay không nên tiếp tục chần chừ do dự mà để lỡ mất thời cơ về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa được nhiều người yêu mến vì thái độ hòa nhã tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ gặp được quý nhân nhận được sự giúp đỡ của quý nhân tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc hãy nắm bắt cơ hội đang xuất hiện trước mắt mình tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim thể hiện được khả năng để khẳng định giá trị của bản thân tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có được cơ hội thăng tín trong sự nghiệp vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 23, số 49, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy bà tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình. Cái điều này gây ra những tác động xấu cho bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi ngọ dễ đưa ra những quyết định nóng vội do không chịu được những lời nói kích bác của người khác nếu không đề phòng thì với bà tuổi ngọ cũng có thể sẽ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ nếu như bạn làm lãnh đạo bạn sẽ không thích nghe những lời phê phán mà chỉ thích nghe những lời khiên ngợi xu nịnh từ phía người ngoài bạn tuổi ngọ cũng nên học cách tiếp thu cả những ý kiến tiêu cực bởi đó là một trong số những định hướng giúp cho bạn hoàn thiện bản thân mình hơn. Hôm nay cũng là một ngày khá thích hợp để cho bạn tuổi ngọa xuất hành. Vì vậy, nếu có công việc bắt buộc phải đi xa thì bạn có thể đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần được suôn sẻ đồng thời bạn cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe để đề phòng các bệnh dịch chuyển xảy ra với mình về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tính tình hiếu thắng không chịu được lời kích bác tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy quyết định nóng vội dễ mắc sai lầm tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, thích được khiên ngợi, không thích người khác chê trách, tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, thích hợp xuất hành đi xa trong ngày hôm nay, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, chớ tin theo những lời su nịnh. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 59, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho thấy, với bà tuổi mùi đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng cho nên bạn tuổi mùi nhận được nhiều sự chú ý trong ngày hôm nay và đặc biệt nếu như bạn đang còn độc thân, bạn nên mở lòng hơn với những người khác giới bởi biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình trong số những người ngày hôm nay bạn gặp thì sao. Trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì bạn mệnh có được một ngày yên bình. Bạn và nửa kia luôn rất yêu thương nhau cho nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà. Và với bạn tuổi mùi, bạn luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi về đến nhà mình dù công việc xã hội có áp lực đến đâu đi chăng nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi mùi nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh nhờ sự thông minh và chính chắn dù thành công cũng không ham danh lợi của mình và bạn tuổi mùi cần phải phát huy điểm mạnh để có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai sự nghiệp của mình về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim vượng vận về đào hoa hãy mở lòng mình hơn tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy gặp được người trong mộng tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa yêu thương và giúp đỡ nửa kia trong mọi việc tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ ưu điểm của mình tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên phát huy điểm mạnh để tiến xa hơn nữa Vài đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 37, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi mùi. tử vi tuổi thân thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân xem tử vi cho thấy với bà tuổi thân đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh cho nên rất có thể với bà tuổi thân sẽ vướng phải những chuyện tranh chấp với bạn bè hoặc là đồng nghiệp trong ngày hôm nay và những tranh chấp ấy có thể tác động trực tiếp tới quyền lợi của bạn, khiến cho bạn tuổi thân dễ trở nên nóng nảy, thậm chí là hành động nông nổi nữa. Với bạn tuổi thân trong ngày này cũng cần phải giữ vững quan điểm của mình để không bị lung lay bởi những lời điều tiếng. Bên cạnh đó, với bạn tuổi thân cũng nên tìm những người đồng chí hướng với mình, cùng giúp đỡ nhau trong công việc, không nên tự cô lập, không hòa nhập với đồng nghiệp. Ngày này với bà tuổi thân lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Tuy nhiên về mối quan hệ giữa bạn và nữ kia của mình lại không quá tốt đẹp cho lắm. Bạn tuổi thân có thể khiến cho nữ kia của mình tức giận vì một lầm lỡ nào đó. Và bạn cần phải thành khẩn để nhận lỗi, hóa giải những xích mích không đáng có này. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, dễ vướng phải tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp, từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa giữ vững quan điểm của bản thân để không bị lung lay tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ hãy tìm ra người đồng chí hướng với mình tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc hãy mở rộng mối quan hệ với những người xung quanh tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hiểu lầm nửa kia đôi bên cần phải bình tĩnh trò chuyện với nhau về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 9, số 36, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. từ vi tuổi dậu thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi dậu Xuyên tử vi cho thấy với bà tuổi dậu đang chịu ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh và cái điều này khiến cho bà tuổi dậu có thể hành động mù quáng, thiếu lý trí và thậm chí là liều lĩnh nữa. Với bà tuổi dậu, dù có tính tình thẳng thắn, nhưng bạn lại không suy nghĩ kỹ càng, dễ tin theo những lời xúi bậy của những người ngoài những phi vụ tranh quyền đoạt lợi có thể khiến cho bạn tuổi dậu vướng phải nhiều rắc rối và với bạn tuổi dậu đừng có để cho quyền thế hay là đồng tiền làm mờ mắt mình bởi dù sao thì cuộc sống của bạn vẫn còn nhiều điều quan trọng hơn thế bạn hãy biết trân trọng những gì trước mắt Ngày này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim cho thấy về các mối quan hệ tình cảm của bạn đang phát triển không được lý tưởng cho lắm. Với bạn tuổi dậu bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, nếu không bạn chỉ chúc lấy tổn thương mà thôi về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy đang có những hành động mù quáng thậm chí là liều lĩnh tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa dễ tin theo những lời suối bậy của người ngoài tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ đừng có để cho quyền thế khiến cho mình mờ mắt tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc không nên đưa ra những quyết định quá vội vàng tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 40, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tuất á, xem tử vi cho thấy với bà tuổi tuất đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh nâng đỡ cho vận trình của bạn cho nên, đối với những bạn làm lãnh đạo, dễ dàng thể hiện được quyền uy của mình, khiến cho cấp dưới phải cúi đầu nghe lệnh. Sự thông minh, dội ứng biến có thể giúp cho bạn tuổi tuất hoạch định được những kế hoạch rất rõ ràng trong tương lai. Song với bà tuổi tuất cần phải quan tâm hơn tới cảm nhận của người khác trong ngày hôm nay, không nên chỉ khăng khăng làm theo ý của mình, và đôi khi những quyết định của bạn quá dứt khoát khiến cho người khác khó xử lý hoặc là bị tổn thương nữa. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tuất á, lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang có được một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu như bạn đã kết hôn, hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm cho những hành động của bạn, dù bạn có nóng nảy và làm cho người ấy phật lòng đi chăng nữa. Vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa nhận được sự tôn trọng và kính phục của mọi người từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ hãy chú ý cách xã giao giao tiếp và cư xử của bản thân từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nửa kia thấu hiểu và thông cảm cho bạn từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên quan tâm tới cảm nhận của mọi người xung quanh từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy không nên khang khang làm theo ý của mình Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 66, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi Tuất. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy với bà tuổi hợi đang gặp ngày có thủy khắc với họ cái điều này làm cho bà tuổi hợi dễ gặp phải những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội ngày hôm nay bạn tuổi hợi bạn không nên quá thất vọng hoặc là tổn thương vì bị người khác đối xử lạnh nhạt với mình. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đáp lại một tình cảm tương tự. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏa ra khá lạnh nhạt với nhau và với bạn tuổi hợi, cần phải tìm hiểu nguyên nhân của sự giãn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp, đừng có nên bỏ mặc mọi chuyện phát triển căng thẳng hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Hợi lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, cho thấy các mối quan hệ làm ăn của bạn mệnh tuổi Hợi đang có được dấu hiệu phát triển rất tốt bạn tuổi hợi nhận được sự tin tưởng của khách hàng nhờ vậy mà nhận được nhiều mối công việc làm ăn thêm hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình hơn nữa bạn tuổi hợi nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa các mối quan hệ xã giao không được như ý tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ vợ chồng có sự lạnh nhạt có dấu hiệu rạn nứt tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hãy có trách nhiệm hơn với gia đình tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có cơ hội phát tài dựa vào sự tin tưởng của khách hàng tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của bản thân mình và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 22, số 50, giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.